đất ơi, Ngộ Không nó đánh SML con cọp mất rồi. Ngộ Không, con đừng sát sinh, con đừng sát. À, Ngộ Không cứu thầy với, đập chết tẹt con cọp cho thầy, đập chết tẹt nó đi. Con cọp kia, ta đã dùng đủ đêm để sẽ quá thường để mạnh hơn, để xem sức mạnh của ta đây. Hiện tại, cuộc đời thật là vô thường, đáng đời con quỷ cọp đáng ghét. Ngộ Không, con sát tao không?